Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nếu bạn thích hoa, bạn sẽ yêu thích sự tinh tế, hương vị của trà hoa nhài. Trà hoa nhài được dùng nhiều ở khu vực Đông Nam Á, đó là sự pha trộn giữa trà xanh và hoa nhài. Ngoài hương vị và mùi thơm không thể nhầm lẫn được, loại trà này còn có nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Nó có tác dụng làm giảm cholesterol, thúc đẩy lưu thông máu, dự phòng hình thành cục máu đông, dự phòng tai biến mạch máu não. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về những lợi ích đối với sức khỏe khi uống trà hoa nhài. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Tác dụng giảm chết an thần. Tác dụng làm dịu của trà xanh kết hợp thêm hương thơm của hoa nhài giúp giảm chết lo âu. Ngoài ra còn giảm đau đầu, căng cơ, giảm nhịp tim. Ngoài ra trong liệu pháp hương thơm, tinh dầu hoa nhài được tin là có tác dụng an thần. Ngày nay nghiên cứu khoa học đã khẳng định rằng mùi của hoa nhài không thực sự hoạt động như thuốc giảm đau. Một nghiên cứu năm 2005 được tiến hành bởi Đại học Kyoto của Nhật Bản cho thấy mùi hoa của hoa nhài làm giảm nhịp tim của người tham gia nghiên cứu và tạo ra tâm trạng thư thái thoải mái. Trà hoa nhài giúp bảo vệ hệ thống miễn dịch, giảm nguy cơ mắc ung thư. Nhiều dạng ung thư và các bệnh ung thư có thể ức chế miễn dịch, có nghĩa là hệ thống miễn dịch của cơ thể bị tổn thương. Trà hoa nhài đã được chứng minh rằng có tác dụng bảo vệ hệ thống miễn dịch của người sử dụng thường xuyên do tính chất chống viêm và chống oxy hóa của nó. Vì vậy, nó có tác dụng làm giảm các gốc tự do hình thành trong cơ thể. Gốc tự do thúc đẩy quá trình lão hóa của cơ thể. Các gốc tự do có liên quan đến sự phát triển ung thư. Giảm cholesterol máu. Khoa học đã chứng minh rằng trà hoa nhài có tác dụng giảm cholesterol, chất béo không lành mạnh trong cơ thể, đặc biệt giảm cholesterol xấu. Điều này làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim và tai biến mạch máu não. Dự phòng nguy cơ bị cảm lạnh cúm. Trà hoa nhài có tính kháng virus và kháng khuẩn. Xúc miệng với trà hoa nhài có thể ngăn ngừa được bệnh. Uống trà hoa nhài cũng có thể giúp phục hồi bệnh nhanh hơn. Giúp giảm cân. Các nghiên cứu cho thấy rằng có mối liên quan giữa dùng trà hoa nhài và giảm tế bào mỡ trong cơ thể. Điều này có thể giúp mọi người đạt được mục tiêu giảm cân nhanh hơn, ngoài ra duy trì một cơ thể khỏe mạnh và như là một phần không thể thiếu trong chế độ ăn uống cân bằng hợp lý. Chống các vi khuẩn, điều hòa lưu thông máu. Trà hoa nhài tham gia vào sự hình thành những vi khuẩn có lợi cho cơ thể, đặc biệt là tốt cho hệ tiêu hóa. Thật vậy, nếu uống trà hoa nhài mỗi ngày giúp cải thiện sức đề kháng của đường ruột, dự phòng các bệnh tiêu chảy cấp và mãn, các bệnh dạ dày. Ngoài ra, trà hoa nhài còn giúp cải thiện lưu thông máu, dự phòng xuất hiện các huyết khối, hình thành các mảng bám ở động mạch, tổn thương não, tăng huyết áp và tai biến mạch máu não. Trà hoa nhài giúp ngăn ngừa và điều trị bệnh tiểu đường. Trà hoa nhài có tác dụng dự phòng bệnh đái tháo đường, bệnh phổ biến trên thế giới. Thật vậy, trà nhài giúp điều hòa đường máu và việc sản xuất insulin của tuyến tụy. Trong cuộc chiến chống lại bệnh tiểu đường, trà hoa nhài cũng đã thể hiện mình là một công cụ có giá trị. Khả năng chuyển hóa gluco là cơ chế cơ bản gây ra tình trạng tiểu đường. Trà hoa nhài với khả năng điều tiết có thể rất hữu ích trong việc ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh. Viêm khớp và đau khớp, một trong những tác động tích cực khác của trà hoa nhài là giảm sự khó chịu của bệnh đau khớp và viêm khớp mãn tính. Các chất chống viêm trong trà hoa nhài có thể làm giảm sưng và viêm khớp bằng cách ức chế sự oxy hóa của tế bào. Quý vị và các bạn thân mến, những loại thực phẩm giúp giải độc gan bạn nên bổ sung trong thực đơn hàng ngày sẽ là nội dung chính chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.